luôn mang đến những sản phẩm mới nhất, phù hợp xu hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng chăm sóc sức khỏe tại nhà. Máy chạy bộ điện Elite Rossi, mẫu máy chạy bộ điện đơn năng mới nhất từ thương hiệu Elite dành cho gia đình. Thiết kế máy gọn gàng, mang lại những tiện lợi vô cùng tuyệt vời. Gấp gọn chỉ trong một bước, di chuyển một cách dễ dàng, chỉ một thao tác là có thể chạy. Máy chạy bộ điện Elite Rossi giúp chạy bộ thoải mái ngay tại nhà, nhanh chóng đốt cháy calo, giảm cân, điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tim mạch. Bảng điều khiển cảm ứng thông minh, dễ sử dụng, hiển thị đầy đủ các thông số giúp người dùng theo dõi thời gian, calo tiêu thụ, tốc độ. Máy chạy bộ điện Elite Rossi mang đến cho bạn trải nghiệm đi bộ, chạy bộ giảm cân, giữ gìn vóc dáng thon gọn. Muốn sở hữu máy chạy bộ điện Elite Rossi ngay hôm nay, hãy liên hệ 1800 6884 đặt hàng ngay. Cam kết hàng chính hãng Elite 100%, bảo hành chu đáo đến 5 năm, bảo trì trọn đời, an tâm sử dụng. Máy chạy bộ điện Elite Rossi có kiểu dáng mới lạ, độc đáo, phù hợp với nhiều không gian hiện đại. Khung sườn bằng thép chịu lực cao, sơn tĩnh điện bền chắc, động cơ 2.0 HP bền bỉ chạy bộ với thời gian. Tốc độ chạy nhanh như nước, không gây tiếng ồn. Khóa an toàn cho phép chạy bộ cường độ cao. Hệ thống giảm sốc tốt, an toàn và bảo vệ xương khớp. Thảm chạy êm ái, nâng bước chạy mượt mà. Máy chạy bộ điện Elite Rossi đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều gia đình yêu thích thể thao. Bạn muốn chạy bộ tại nhà, bạn muốn giảm cân giữ dáng, bạn muốn có sức khỏe dẻo dai, hãy gọi 1800 6884 đặt hàng ngay máy chạy bộ điện Elite Rossi. Elite Sport, sức khỏe của bạn, trách nhiệm của chúng tôi.